Vâng, trận thi đấu thứ hai ở xê đấu thứ ba. Vâng, Văn Lớp chắc trận đấy là ngủ quên đấy chứ. Vâng, cùng xem quân bên kia là gì. Vâng, như vậy là Minoan, Egypt, Pamiran và Babylon là quân bên phía của tiểu đội trong trận thi đấu này. Trong khi đó đây là Sumerian tới từ game thủ chim sẻ, đôi voi rồi. Đây là màn hình máy của Igor, người cầm pan ướp. Trận pan tiếp theo tới từ Igor. Còn đây là màn hình máy tới từ game thủ Chip Boy, người cầm Phonesian. Còn đây là Mạnh Hào, người cầm Hitty. Ôi giời, trận này thì pan phải chém cho hit đấy. Em ơi, đánh luôn tại nhà nhá, không phải dâng dưng gì đâu pan ạ. Vâng, đây là Igor. Quay trở lại màn hình máy của game thủ sẽ chém cho Mạnh Hào trong trận thiếu này. Còn Phonesian và Sumer ở bên kia thì kệ. Vâng, bài pan cần phải đổi biến. Đây mới chỉ là bầy hiệu 4 thôi. Tiếp tục đi dò nè. Nào đánh chủ lực nhá, khỏe vào đấy. Bò nhà luôn từ cái đầu đấy. Đấy, bò mặt nó lên. Đây, pan đây, chờ đợi đây. Đang hiệu 4 rồi. Vâng, bài xẻ hình như có voi về. Đây là bài máy của xẻ, đôi voi. Đây sẽ là một bài đánh chém của chim sẻ thôi. Chim boy đang xung phong đi dừng ngay. Mạnh mẽ thế là rời. Đây sẽ là bầy hươu được ăn ở chiếc ép đầu của game thủ chim sẻ. Úi giời, mạnh mẽ chốt rất tốt. Đây là ít vua. Xem giờ 9 giờ xem có đồ không em ơi. Anh bảo 6 giờ mà. 6 giờ mà 9 giờ mới có đồ không đấy. Giờ khác đi cho nó ngon. Mày em đủ đủ chưa? Và như vậy là Hitty sẽ đánh chủ lực trận này. Mạnh Hào có quả phụ. Chưa dò thấy đâu. Thôi thằng Hào ăn đã đóng gờ thì ăn đi. Ít vua dò vào 9 giờ đi em ơi. Hào nó ăn quả phụ chứ chốc nhà em rồi. Không mày hiểu thì không. Đấy quả phụ rồi đấy, em cắm cờ là thấy quả phụ ấy, thằng Hào nó ăn rồi. Mày có ăn xấu thế là rồi. Ừ. Thực ra nó không đẹp thôi. Chưa thấy đồ gì dành cho Pamiran. Đây rồi, bãi quả phụ. Cuối cùng thì cái gì đến cũng đã đến. Kéo kéo hết về để ăn quả phụ nào. Bài kích đời không quá sớm. Bài này là bài kích khoảng 10 rưỡi tới từ Pamiran. Rồi. Chip boy chưa ai? Chip boy vẫn còn con voi nữa kìa, chip boy. Còn một con voi nữa đấy. Nó không ăn kìa. Mình ăn. Chế thì mình lại ăn. Dân nhà chính em ơi, cho nhặt gỗ. Vâng, đây là chim sẻ. Còn đây là màn hình máy của game thủ Hello Chip Boy, người đã đánh bài đi rừng Nga. Minoan của ai? Em ơi, giúp mà một đi Chip Boy. Trong cái trận này là góc 3 giờ, Chip Boy dâng chéo góc 3 giờ đi em. Dâng chéo thẳng góc 3 giờ chơi Minoan. Thế map này là map góc 3 giờ chủ lực rồi. Dâng thẳng và bắn chết Minoan luôn đi.
Chim sẻ thích đời và bắt đầu ăn vàng. Còn đây là Pamiran tới từ Igua. Như vậy là không đời rưỡi được rồi. Quấy 10. Vậy là 15x. Nâng cấp giáp. Vâng, Minuan đầu cánh đánh cùng. Chim sẻ báo về. Hoàng Bạch Nhi giấu thế nhờ. Đây là nhìn màn hình sẻ đã biết nha. Một chim bòi. Chim bòi. Đây là. Như vậy là game thủ chim sẻ đang đi vào nhà của game thủ Hoàng Mai Nhi. Liệu Otten cầu cầu gì không? Chim sẻ chắc chắn sẽ bị chém ra ngoài. Sẽ có người chém phủ ra. Và chim sẻ chưa bò được. 2L. Khu nhà rộng lắm, nhà Hoàng Mai Nhi còn rộng lắm. Còn lâu. Lâu mới bò được. Đây là Igua. Người đang chém đến nhà màu 2. Game thủ Văn Nhất sẽ chém vào nhà của game thủ Mạnh Hào. Nhưng Mạnh Hào kín mít rồi. Vâng, quay lại chim sẻ. Chim sẻ đang chơi vào nhà của game thủ. Vâng, có luôn cả T của game thủ Hello Chip Boy. Và phối hợp rất tốt của bộ đội bên phía team Game TV. Mình chết mất giò phía trong rồi. Màu 3 là người chém ra. Ronald Teo chém ra nhà của game thủ chim sẻ. Không ngán lắm, đây là Summer. Làm vài cái ruộng nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đây là màn hình máy của Chip Boy. Thằng này 26 bắt đầu sóc 5A. 5A thế này thì Minh Hoan không cửa sống. Trong khi đó cánh bên này Mạnh Hào khỏe nguyên. Đúng là khỏe nguyên. Không thể phải nghe vào nhà Hào được. Nhưng đây chỉ là bài 3A thôi. Tí nữa 1A xây nốt vào cái chỗ kia thì đẹp luôn. 4A thẳng hàng. Còn đây là game thủ chim sẻ. Vẫn tiếp tục mài. Hoàng Mai Nhi đang khổ nhưng màu 3 đang cứu giá. Ronald Teo là người cứu giá. Quyết định tiêu lạc đà. Nhưng bây giờ thì Chip Boy tới luôn. 5 nhà BA. Ơ, mấy nhà BA đây? 6 nhà ông rồi. 5 nhà. 5 nhà BA sốc đều 2 tơn rồi. 3 tơn thì có lẽ Hoàng Mai Nhi không cửa sống. Chơi luôn mấy con lạc đà này. Vâng, bắn nó bãi vàng của game thủ Hoàng Mai Nhi. 3 tơn thì Hoàng Mai Nhi chắc chắn không có cửa sống. Lực vẫn là quá khỏe dành cho game thủ Hello Chip Boy. Đúng là 3 tơn đều, một con ra hơi muộn. Vâng, còn đây là tơn mà Văn Nhất chưa bánh xe. Mạnh Hào đã đẩy cùng giờ Hitty lên ruột. Úi giời, Nhất em đừng học anh Văn lớp thế. Vâng, lại tơn ngủ quên tới từ game thủ Văn Nhất bên phía Clan Hà Nội tơn này rồi. Chưa bánh xe. Chém vào trong, em ơi, tìm nhà trong đi Trường. Trong là nhà màu 4. Lúc này màu hạng đang vào chém game thủ cầm Pamiran rồi. Cố xin thực lên bánh lên bánh xe đi à, có được à? Nhưng ngon rồi đấy. Còn đây là chim sẻ tham lai 31 cùng với game thủ Hello Chip Boy để chơi vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Cung A đầu cánh dành cho Hoàng Mai Nhi. Đi ra đảo rồi. Còn đây là Chip Boy vẫn tham lai là 41/52. Vẫn sóc đều 5 nhà BA của mình. Kinh thật. Đúng là Phunesia. Bây giờ thì đẩy sâu hơn. Đang ưa cái gì chả biết được. Vâng, dân của game thủ chim sẻ và dân của game thủ Hoàng Mai Nhi vừa choảng nhau trong tuần này. Vâng, sẻ chuẩn bị có bánh xe rồi. Trận khô máu tới từ game thủ chim sẻ. Còn đây là màn hình máy của game thủ Igua. Đang cố gắng lọt màu 4 nhưng chưa được. Màu 2 mang phù sang bên này để thủ rồi. Bây giờ Mạnh Hào còn phải đẩy mạnh lên. Nâng chặt gỗ 2 rồi các kiểu. Cùng hit rỉa là rất đau. Dân của Ven lớp bắt đầu nằm xuống. Ven lớp đã có thêm cả nhà BC để có nhà chính mới chăng. Pha rỉa rất hay của game thủ Mạnh Hào. 4A đập BC bung luôn ra ngoài em. Bung luôn ra ngoài em. Bung luôn ở chỗ dưới nhà Pan mà. Vâng, như vậy là 2-0 xây đấu thứ 3 dành các game thủ bên phía team Game TV. Vâng, Hoàng Mai Nhi hơi liều lĩnh. Cung A đầu cánh.
gặp ngay bộ đôi chim sẻ chip boy phối hợp, một người dâng A, một người đánh chém trong trận thiếu này.